sự mà nói á, để bỏ ra 150 mấy triệu mà để trải nghiệm cái dòng xe này á, thì nó cũng hơi phí. Chưa từng tìm hiểu hay là chưa từng trải nghiệm cái dòng này á, thì chắc chắn là mọi người không thích đâu. Nhưng mà nếu như mà ai nha, ai mà đã tìm hiểu rồi mà đã trải nghiệm cái dòng xe Vespa Shizu Sony này rồi á, thì chắc chắn mọi người không thể bỏ qua cái xe này được đâu. Bỏ ra 150 mấy triệu mà để trải nghiệm cái dòng xe này á, thì nó cũng hơi phí. Nhưng mà ngày hôm nay á, bên em bán cho mọi người giá nó chỉ bằng có 2/3 của xe mới thôi, nhưng mà xe còn rất là mới nha mọi người, rất là lướt luôn, còn bảo hành của anh em nha. Đi chán xong cứ mang qua bán lại cho em sẽ thu cho mọi người với một cái giá tốt nhất có thể luôn. Xe này thì là 2022, đăng ký là 2023 nha mọi người. Màu thì là màu xám Lambo, là cái màu đang hot nhất bây giờ luôn. Và sau đây em mời mọi người xem giùm em chi tiết cái xe này nha. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. À, ngoài cái dòng Vespa Shizu Sony mà Việt Nam ra thì em cũng còn cái dòng Vespa Shizu Sony nhập luôn nha mọi người nha. Nó cũng y chang xe Việt Nam luôn, có khá là nó mắc hơn tí xíu đâu mọi người. Giá chiếc này nha mà nhập từ Italia về đây là nó phải 200 mấy chục triệu, nhưng bây giờ bên em đang bán nó chỉ bằng giá của xe mới của Việt Nam thôi. Cho nên là mọi người thích xe nhập hay là thích xe Việt Nam thì cái alo cho em sao nào cũng có hết nha mọi người. Xe thì vẫn còn bảo hành của hãng nha mọi người. Và đương nhiên là chắc chắn là đúng đồng hồ rồi. Tại vì thí dụ như mà đồng hồ này mà có tua thì nếu mà đem vào hãng thì chắc chắn sẽ không được bảo hành nha mọi người. Giá thì em để cho mọi người chỉ có 100 mấy triệu so với xe mới thôi. Xe mới là 150 triệu, thì em để cho mọi người chỉ có 100 mấy triệu thôi. Giấy tờ công chứng là bên em đóng hết cho mọi người luôn. Cho nên là mọi người cứ yên tâm mà trải nghiệm, mà đi chán thì cứ bán lại cho em. Bên em á vẫn có thu đổi tất cả các dòng xe, ví dụ như mọi người đi SH hay là mọi người đi Vespa, đi dòng xe gì không cần biết mà muốn trải nghiệm cái dòng này thì cứ mang qua đổi cho em nha mọi người. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Không cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu.